về là quên mất là mình thích cây nào mà không biết là mà hỏi. Kiểu như là lưu bị phải đến 3 lần mình mới mời được Ngọa Long về. Đầu tiên sơ sơ con đầu tiên này đấy, cái bàn tay vào đây bắt xong. Thứ hai con này mình này thích nhất, thích cắt cút được rồi này, mới cắt mới dọn này, cắt gấu kết cái con này quá. Không trèo đây được mà xem nhé. Đấy, ông này cũng tương lai, ông này lại quê. Quê nhưng mà đẹp. Cốt cán đẹp. Cái dáng làng đẹp. Quê dáng làng rất hay. Vừa quê nhưng mà lại cũng rất gấu. Đấy là cái bộ này là bộ. Đấy, quê hôm trước em thích đấy. Như cái trống rồi, những con này thì đẹp nhưng mà to quá, to quá, to chôn rụt. Đây con quê đây, một trong con quê hiếm hoi ở đây, rất ít quê, có khoảng đôi ba cây quê thôi. Hậu cây tiểu quán quê đây, mặt này thì đẹp hơn, mặt này thì đẹp hơn. Ôi nặng lắm không xoay được. Con này thì hoàn thiện rồi, chỉ có lấy răm ra thôi. Cái này nó ngậm lại cái thì tuyệt vời, tuyệt vời đấy. Con thác đổ này gớm này, toàn là cốt ba vai này, đẹp này, đẹp cốt ba vai. Hòa mắt quá, lên đây hòa mắt quá. Hòa mắt quá, lên đây hòa mắt quá. Khi nào thích này chết. Thác đổ lại đẹp đấy.
trên sân thượng. À, con này thích, con ba vàng này cũng thích. Rồi này nó to ra, cái dĩa này nó to ra, nó chống cái vách này thì thôi rồi. Nhìn dưới kìa, và cái khủng. Cái quê này mà đẹp quá nhỉ anh nhỉ. Quê mà đẹp. Đẹp quá, đẹp quá. Còn ở trên đây nữa cơ mà. Mát ngát. Em lên tùm. Bắt đầu lên thượng. Nhà thiết kế chỉ để chơi bonsai thôi, nhà kiểu thiết kế. Cái này thì phôi nhiều, để phôi hơn. Phôi tầm trung, phôi những cây tầm trung chứ, cây to tầm trung, cỡ tầm trung đúng không? Dỡ vào cái rễ này. Toàn bộ thùng xốp đây. Đấy, nhìn xuống những cây ở nãy kìa.